Chào cả nhà. Chào cả nhà đã quay lại với kênh Út Thất Mười và Cuộc Sống Của Mà Lai nha cả nhà. Hôm nay Út sẽ nấu một món, đó là bún canh chua chay. Đây là các nguyên liệu mà Út đã chuẩn bị đó cả nhà. Có cà chua nè, có đậu đậu đũa nè, và rau rau gì Út quên tên rồi ta. Còn này là rau quế Út hái ở ngoài ngoài trồng ở ngoài bên cửa sổ á cả nhà. Còn đây là một ít bắp cải á cả nhà. Rồi bây giờ Út sẽ đi trộn bún trước nha cả nhà. Đây là phần bún gạo khô mà Út mua ở ngoài tiệm nè cả nhà. Một bịch như vậy á thì chỉ có 2 đồng mốt là cả nhà, rất là rẻ luôn. Bây giờ Út sẽ để bún vào luộc nha, nước cũng đã sôi rồi. Một tay quay một tay lấy bún là hơi khó cả nhà ơi. Đây cả nhà, một ít thôi cả nhà, ăn không hết đâu. Mình nấu ăn. Bây giờ mình sẽ đợi bún cho nó sôi nha cả nhà. Nước sôi lăn tăn rồi mình sẽ để cà chua vào nha cả nhà, làm cho cà chua nó ra được chất chua. Một quả cà chua, để một quả cà chua cả nhà. Rồi mình cũng sẽ để đậu đũa luôn. Đậu đũa nó cũng lâu chín đó, nó cứng đó cả nhà. Đã để đường và muối vào trước rồi đó cả nhà. Một lát mình ăn mình sẽ nêm nếm lại và sẽ để thêm nước mắm nha. Rồi bây giờ cũng sẽ để me vào luôn.
Út để rau cần và lá quế vào luôn nha cả nhà. Canh chua phải có quế nữa mới thơm á cả nhà. Mùi rất là thơm luôn. Út rất là thích cái mùi quế. Và xong rồi đó cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị múc gato thôi. Wow, thơm quá cả nhà ơi. À, canh chua chay đã xong rồi đó cả nhà. Canh chua chay Út sẽ ăn với bún và một chén nước mắm ớt như vậy nè cả nhà. À, bây giờ Út sẽ mời cả nhà mình nha. Mình sẽ để thêm một ít hành phi lên nữa cả nhà ơi. Ăn đơn giản vậy mà ngon đó cả nhà. Rồi xong rồi cả nhà ơi. Út mời cả nhà mình nhé. Xin chào cả nhà. À, chào cả nhà đã quay lại với kênh Út Top 10 và cuộc sống Mala nha cả nhà. Hôm nay Út đã nấu xong món bún chay. Và bây giờ Út sẽ mời cả nhà mình cùng ăn với Út nha. Tô bự quá cả nhà ơi, Út ăn không hết luôn á. Hơi bị nhiều rồi. Út sẽ ăn với một chén nước mắm ớt cay nha cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Và cái này mà ăn chay á, mình ăn như vậy thôi cũng ngon lắm luôn rồi đó cả nhà. Cả nhà biết sao không, hai ngày nay Út không có không có quay video Út tập thể dục với cả nhà, nhưng mà hàng ngày thì Út cũng vẫn tập để xem cơ thể mình nó giảm được bao nhiêu ký. Út giảm cân là chỉ mong
mình có thể sức khỏe tốt hơn thôi, và có thể dễ dàng mua đồ á cả nhà. Bởi vì cân nặng mà quá quá nhiều á thì Út rất là khó mua đồ á nha. Bây giờ thì Út cảm thấy mình ăn rồi mình tập luyện á thì mình nhẹ nhàng hơn, cơ thể mình nhẹ nhàng hơn. Và Út cũng ngưng một khoảng thời gian, và sau khi mà giảm cân thành công thì Út cũng sẽ quay lại video cho cả nhà mình cùng xem nha. Ngon cả nhà ơi, lâu lắm rồi Út bữa nay mới làm lại món chay như thế này mà ăn rất là ngon. Bị ăn cá ăn thịt mình rất là ngán đó cả nhà. Hôm nay Út làm như vậy mà Út cảm thấy ăn rất là ngon luôn, bữa ăn mà rất là ngon đối với Út. Út cũng xin kết thúc video tại đây cả nhà ơi. Út ăn không hết phần này đâu, vì đang trong lúc giảm cân á, cho nên Út không ăn hết cả nhà. Út hẹn gặp ở nhà video lần sau. Nếu có thích video của Út thì đăng ký kênh, like, share và ủng hộ kênh của Út nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.